Anh trẻ nó ra anh lấy một bay cũng được, anh lấy một một đã đúng rồi đó. Rồi, bên kia này anh. Dạ đúng rồi, đi dọc đường anh. Rồi anh bơm ra hết luôn đi. Không, niêm phong đó, công ty giam hành niêm phong đó đó. À, anh là người lần đầu tiên đó là phiếu bảo hành. Như vậy thì cái công ty Yamaha họ ra cái phiếu mới, ngày xưa cái phiếu của nó màu trắng đúng không, trắng xanh đúng không, bây giờ phiếu mới công nghệ phiếu mới là nó phiếu màu tím, trắng tím. Dạ dạ đúng rồi anh. Rồi nhờ anh cầm điện thoại anh quay giúp em đi, cái rồi em bưng ra giúp anh quay ha. Mở tem đi. Đây. À, anh qua giữa mở tem. Khui khéo khéo đụng ngay. Khéo đụng vô màn hình. Thôi được rồi. Anh bật lên nó ra rồi, bật lên rồi đó, đúng rồi đó. Rồi, anh bỏ cái kéo lên lên. Rồi. Đấy. Đây nè. Rất tuyệt nè. Quá đẹp luôn. Để ai giảm được, để ai giảm. Mình đi lòn xuống tí thôi, mình chập mình bỏ vô lại á. Mình đi lòn tí thôi. Mình đi lòn lòn à, xuống tí thôi. Đúng rồi. Rồi. Dạ, ok ha. Chập mình lắp vô lại. Quá đẹp rồi, mời anh lấy giúp gặp nguồn. Không, đang mới khui ra là mình thấy rằng ra, anh mở ra cục nguồn ra giúp em luôn đi, cắm luôn. Rồi, anh ra ha. Đang mới khui ra là không có một ít bụi, anh thấy chưa? Không có một ít bụi, rồi màn hình là mình cũng chưa có một cái chấm nào vân tay lên đây đây. À. Ok không? Cắm vô nguồn luôn. Dạ, anh cắm vô giúp em nghe. Quá đã luôn. Đàn mới đang có chương trình giảm giá. Thấy có nhiều người cứ đi mua đàn cũ, người ta xài 3 bát rồi, 23, 24 vẫn cứ mua. Okay, mua quách cây mới thì tôi giảm giá cho ông, chứ tội chi năm mới mình tiếp đãi cái bản thân của mình cái cho nó tử tế coi. Cái này nó ra năm nào mà hình như là năm. À, hắn thì nó ra cũng được vài năm, nhưng mà mỗi một cái lô như vậy là sản xuất. Như cái lô này là sản xuất có thể là cuối năm 2023 nè. À, như vậy thì cái năm sản xuất á. Rồi. Rồi, mời anh bật nguồn. Bật nhẹ cái thôi. À, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Này để tập cả cách sử dụng như thế này nó khác với cái đời cũ. Nhìn đẹp quá nè. À. Nhìn đẹp. À, quay lại làm kỷ niệm xong rồi đó. Em muốn chiều.
khác hẳn, nó nhẹ hơn so với kia. Ừ. So với cũ.